phóng viên Kim Ba thường trú tại số 800A Thiên Nôi, trung tâm đào tạo huấn luyện viên Nga, thành phố Hải Phòng. Có mặt trong trường quay ngày hôm nay để chúng ta chào đón hai tân huấn luyện viên Hot Girl Liễu đến từ Vincom và chị Hảo đến từ Cabi. Bixi. Ok, xin chào mọi người. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì vừa rồi thì phía bên liên đoàn Nga thành phố Hải Phòng đã kết thúc khóa huấn luyện viên K12. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì Kim Ba muốn mời hai huấn luyện viên tân huấn luyện viên rất là xinh đẹp và sẽ trò chuyện với chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay, và chúng ta cùng trò chuyện xem là cái hành trình trong mỗi khóa huấn luyện viên thì có điều gì, những cái câu hỏi của mọi người thắc mắc khi bắt đầu vào lĩnh vực yoga thì cũng giống như là hai huấn luyện viên ở đây cũng thắc mắc, và họ đã trải qua như thế nào và hành trình khó khăn như nào, sung sướng như nào, thì sẽ cùng trò chuyện với các bạn trong ngày hôm nay. Hello là Mùi Yoga nhá, chào cô giáo Nga. Thì cái tiên hỏi chị Liễu là xem là cái trước khi mà chị lựa chọn khóa huấn luyện viên này thì tại sao phải là học khóa huấn luyện viên, chị có mong muốn gì khi mà bắt đầu với khóa huấn luyện viên yoga này? Trước khi mà chọn khóa huấn luyện viên này ấy, thì bản thân mình cũng đi tập yoga rồi, nhưng mà mình không rõ được cái cơ thể của mình mấy, tập vẫn rất là nhiều cái động tác sai, sai quy cách. Thế là mình muốn biết, mình muốn đi học để mình hiểu thêm về bản thân của mình và muốn hiểu sâu hơn về bộ môn yoga. Sau khi mà tham gia thì thấy quả là đi học đúng là cái lựa chọn đúng đắn nhất của mình. Chị có muốn học lại không? Có, vẫn muốn học lại nữa, học xong rồi vẫn muốn học nữa. Ok, thì trong khóa huấn luyện ấy, thì trong cái hành trình học 3 tháng đấy thì chị cảm thấy cái điều gì mà chị cảm thấy khó khăn nhất trong khóa học đấy? Nó có rất nhiều các kỹ năng mình sẽ phải được học trong khóa học này. Rất nhiều người bạn sẽ lo lắng là việc là chúng ta tập có dẻo không mới cầm tập được huấn luyện viên này. Tôi người lớn tuổi rồi này, tôi phụ nữ tôi có tập được không này? Bây giờ tôi bà mẹ của 4 đứa con như này, tôi có đúng rồi. 4 đứa con này thì tôi liệu tôi có tập được không? Thế người ta có 1 con, tôi có 3 con cộng với cả chồng nữa thành 4. Đúng rồi. Đấy. Thế thì tôi phải chăm 4 đứa con như vậy thì liệu tôi có học được khóa huấn luyện viên không? Kiểu thế. Thì khó khăn gì trong khóa học mà chị cảm thấy là chị nhiều lúc mà chị cảm thấy là rất là mệt mỏi để vượt qua điều đấy, thì chị có khó khăn nào đối với chị trong khóa học không? Ngay từ khi bắt đầu tham gia học ấy thì mình nghĩ rằng là cơ thể mình cứng lắm, cơ địa rất là cứng, nên là không muốn là đi học rồi là không theo được kịp với các bạn ở trong lớp, đâm ra tự ti về cơ thể mình lắm. Thế nhưng mà cố gắng sắp xếp thời gian công việc để đi học 1 tuần 3 buổi thôi. Thế nhưng mà khi mà đến được thầy cô giáo hướng dẫn rất là tỉ mỉ, từng chút một chuyển cho mình cái đam mê nhiệt huyết để mình về nhà mình tập thêm. Thế dần dần rồi cơ địa mình cũng dẻo dần. Thế tự nhiên là thành ra mình rất là đam mê. Thế trong cái khóa học có rất nhiều kiến thức chuyên môn ấy, thì theo chị cảm thấy là cái nội dung nào trong khóa học là chị cảm thấy thích thú nhất, hay là có loại nó áp dụng được cái điều gì đó trong cái cuộc sống hàng ngày hay là đời thường của mình, cái nội dung nào trong khóa học? Trong khóa học thì tất cả các nội dung mà chị kiểu gì phải có một nội dung chị thích nhất, chị đều thích hết. Thế nhưng mà bởi vì này, cái lưng của chị ấy là nó bị cong, chị khi mà chị gập ấy không thẳng được lưng ra. Thế nên là khi mà đi dạy ấy, được thầy cô giáo hướng dẫn từng kỹ năng, khi mà chị gập từng chút một, thế dần dần lưng của chị nó bớt gồ đi rồi đấy. Thế là thon đẹp hơn. Thon đẹp hơn rồi đấy. Thế và nữa là như này này, đi học cái khóa huấn luyện viên này ấy thì chị lại được học thêm cả về dinh dưỡng nữa, nên là từ khi đi học ấy mình về mình ăn uống chế độ theo đúng cái tiêu chuẩn, đâm ra là cơ thể mình đẹp hơn. Nó giống như cái cây đúng không? Nó giống như một cái cây đúng không? Cái cây là muốn xanh tươi thì thứ nhất là chúng ta phải tỉa tót cành cho nó. Con người cũng vậy, cái cây cũng phải được uốn nắn. Nếu mà chúng ta để nó một cách hoang dã thì tất nhiên nó sẽ thành cái cây rừng. Đôi khi xác suất cũng ra thành cây hiếm. Đang được uốn nắn. Nhưng mà tỷ lệ lớn sẽ thành cây cháy trụi. Đúng không? Thì nếu mà chúng ta để cuộc sống của chúng ta một cách tự nhiên thì nó sẽ như vậy, cơ thể chúng ta cũng vậy. Muốn đẹp hơn, mà người phụ nữ muốn đẹp hơn thì chúng ta phải uốn nắn nó. Thì nó có phía bên ngoài và phía bên trong. Bên ngoài chúng ta tập luyện và bên trong đó là một cái nguồn nguyên liệu cấp đúng. Thì giống cái cây mà chúng ta không bón phân cho nó, không tưới nước cho nó thì làm sao mà nó có thể phát triển tươi tốt được, đúng không ạ? Thì đấy là cái giá trị mà khi tập luyện. Hình dung là như vậy, đúng không ạ? Ăn đến sức khỏe nhiều. Thì trong khóa huấn luyện ấy, chị ghét giáo viên nào nhất? Chị giáo viên nào chị cũng yêu hết, không ghét ai cả. Thì cứ gọi là nói giảm nói tránh là chị thấy bực mình với giáo viên nào nhất? Chị không bực mình, tại vì giáo viên toàn truyền nhiệt huyết cho chị thôi. Đi học là chị được vui mà, nên là chị không thế dễ nhất như này nè, chị trốn tiết của giáo viên nào nhiều nhất?
thầy nói thế chị khó trả lời, thôi nhường cho Hảo trả lời đi. Đã xong đâu. Ok, thì kết thúc khóa học thì chúng ta sẽ có những cái dấu ấn. Thì theo chị thì trong cái hành trình mà học, tại vì khóa học của chị là có thể là gọi là khóa đào tạo huấn luyện viên Covid, tại vì nó sinh ra đúng vào trong thời Covid nên là được học cả về offline và online, đúng không? Chúng ta trong quá trình Covid thì chúng ta phải biến đổi, đó là chúng ta phải học thêm cả trực tuyến nữa, một vài tiết học trực tuyến, xong rồi kéo giãn cách ly, xong rồi lại cả nghỉ lễ Tết. Thì trong khóa học đây gọi là khóa học kỷ lục, đúng rồi, là kéo dài tận từ tháng 2 đến tận tháng 6 mới kết thúc, đúng rồi. Gọi là khóa huấn luyện Covid. Thế là nhưng mà như thế thì chị lại cảm thấy là được tiếp xúc với cả lớp mình và thầy cô được lâu hơn, thời gian lâu hơn nên ra vẫn cảm thấy thích hơn. À, thì như là trong khóa học ấy thì chị cảm thấy cái dấu ấn nào, cái kỷ niệm nào là vui nhất trong khóa học của chị? Kỷ niệm vui nhất à? Lớp mình hôm nào đến lớp cũng vui, hôm nào đến lớp cũng vui, hôm nào đến lớp cũng tràn ngập tiếng cười. Thế chỉ cười thôi không học à? Có học chứ, học nhiều vui. Chứ các bạn này, thầy cô đã hướng dẫn mình rồi nhưng mà các bạn này học nhiều ở các bạn nữa, các bạn còn hướng dẫn mình lại nữa. Thế nên là cứ mỗi một lần này kết thúc một ngày làm việc, buổi tối đi tập đến gặp lớp là cười, đấy là tràn ngập tiếng cười này. Thế thì được chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình này, được trao đổi kinh nghiệm, được học hỏi từ thầy, xong trao đổi với các bạn nữa. Thế thì kết thúc khóa học này theo chị, khi mà chúng ta học một cái kiến thức vào trong mình thì kiến thức mà muốn nó phát huy được thì chúng ta phải truyền nó cho người khác, đúng không? Nhưng là chúng ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn, chúng ta muốn đẹp hơn thì một cái cây nó nằm im một chỗ nó cũng khó, nó phải giúp những cái cây khác, cái cây mà nó tươi tốt lên thì ít nhất nó phải che nắng cho cây bên dưới, hỗ trợ cho những cái gọi là những cái cây khác để phát triển lên, đúng không? Thì khi mà mình học xong kiến thức thì những ai mà chị cảm thấy là chị đã sử dụng được những kiến thức đấy mà giúp đỡ được cho gia đình hay bạn bè nào, có người nào đã thay đổi thông qua chị chưa? Đúng rồi, có chứ. Khi mà học xong ấy thì là đầu tiên ấy là chị thay đổi bản thân mình trước, là cũng biết đường dậy sớm và tập những động tác từ trên giường sau đó là xuống dưới đấy, rồi muốn chăm sóc cho gia đình mình, cho chồng mình, cho con mình, hướng dẫn cho chồng mình, con mình những cái động tác cơ bản nhẹ nhàng thôi để cho mọi người cùng tập theo. Có tập theo rồi mà chồng mình ấy thì lại chỉ có tập gym rồi, rất lười tập yoga. Thế nhưng mà sau khi mà thấy vợ và hay hướng dẫn cho các con thì là cũng theo, thấy cũng hay và những cái động tác cũng nhẹ nhàng nên là anh cũng theo. Hơn nữa và thêm nữa ấy, là biết chăm sóc cho chồng, cho con về cái chế độ dinh dưỡng ở nhà, những chăm sóc những người thân yêu của mình nhất, và biết tư vấn được cho bố mẹ, bạn bè xung quanh, đồng nghiệp nữa, là mình đã được đi học và được trải nghiệm, được luyện tập như nào và được hướng dẫn chế độ ăn uống làm sao, nên là cũng được truyền được cho những người xung quanh. Thì lấy được toàn chủ đề ăn đấy. À, thì bởi vì học đi không đi học, đi học cả đi có nói về dạy mà thấy. Ok, thì đấy chính là cái ý nghĩa của khóa học, nghĩa là khi nhiều người cứ nghĩ là chúng ta học huấn luyện viên ấy thì bước số 1 là chúng ta sẽ sau này chúng ta sẽ trở thành một huấn luyện viên, chúng ta đi dạy, chúng ta đi kiếm tiền hoặc là chúng ta mở phòng tập chẳng hạn. Những cái ý nghĩa đầu tiên của huấn luyện viên ấy, không biết là bạn có thể thành công như thế nào nhưng mà thay đổi gia đình mình mới là cái điều mấu chốt trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta có thể ra ngoài, chúng ta làm việc, chúng ta có thể giúp cho rất nhiều khách hàng, chúng ta chăm khách hàng rất là tươi cười, nhưng về nhà ấy, chúng ta cũng có mấy khách hàng cần ở nhà cần chăm sóc, đúng không? Đúng là bố mẹ phụng dưỡng, bố mẹ nuôi dạy con cái, chồng đôi khi xếp thứ ba thôi. Sau mình ấy, vừa nãy là kể tên là dạy cho chồng à, cho các con trước này, sau đó ông xã nhìn mới bảo thích thì mới dạy cho ông xã này, sau đó mới hướng dẫn cho bố mẹ và đồng nghiệp bạn bè, đúng không thầy? Okay. Thế thì kết thúc khóa học này chị muốn truyền tải một thông điệp hay là một lời khuyên gì đó với những cái người mà còn đang băn khoăn về cái việc là có nên tập yoga hay không, hay là rất nhiều bạn băn khoăn là liệu mình có nên học huấn luyện viên yoga, hoặc là chỉ có một lời khuyên nào đó. Có, mình nghĩ rằng là cũng giống như mình ấy, khi mà mới đầu ấy mọi người cũng bảo là đi học cái khóa huấn luyện viên yoga, nhưng mà mình nghĩ rằng mình không đi bởi vì là mình tự ti lắm. Giống như là mình nói là khi mà mình chưa đi ấy thì là cái lưng của mình ấy, mình gập ấy là nó hơi bị gù, nó cứ bị gù, nó không thể thẳng lưng được, nhưng mà sau khi mình đi ấy thì được chỉnh sửa và được luyện tập dần dần thì cái lưng của mình nó đã bớt gù đi rồi và nó thẳng ra rồi ấy, nên là mình thấy rằng là mình tự tin hơn rất là nhiều. Về cái thể chất và cơ thể của mình nó cũng được dẻo hơn. Thế okay. Nên là khuyên mọi người lên đi tập theo mình. Rất nhiều người phụ nữ khi mà chúng ta bận rộn công việc gia đình, thứ nhất là chúng ta bị hạn chế những yếu tố khác, chúng ta phải chăm con, chăm chồng, đấy là hai yếu tố chúng ta phải quan trọng nhất, đúng không? Đối với người phụ nữ đó là chăm con, nuôi dạy con cái lớn mạnh hơn này,
ta phải chăm sóc gia đình, đối nội, đối ngoại đúng không? Thì đôi khi chúng ta lụt vào cái vấn đề gia đình, xong rồi chúng ta khi mà chúng ta bước ra bên ngoài, chúng ta chuẩn bị đón nhận điều gì đó mới, thì chúng ta hay bị cái vấn đề là tự ti. Tự ti là không biết là mình có xinh đẹp hay không, mình có làm được không. Đấy. Thì là người phụ nữ số 1 là phải thông minh, số 2 là phải xinh đẹp. Đúng rồi. Mà nếu không xinh đẹp thì chúng ta phải thông minh. Mà được cả hai thì càng tốt. Đúng không? Đối với người phụ nữ chỉ có lựa chọn là một trong hai, và cả hai thì càng tốt. Đấy, thông minh hoặc xinh đẹp hoặc là cả hai. Đúng rồi. Thì chúng ta mới có thể là hạnh phúc trong cuộc sống của mình được. Ok, xin cảm ơn chị Liệu. Và bây giờ sẽ đến một huấn luyện viên Hảo vào để huấn luyện viên còn xinh đẹp mà gần bằng. Gần bằng chị Liệu hơn. Gần bằng chị Liệu thì không lấy so sánh được. Mỗi người phụ nữ sẽ có một cái nét riêng. So sánh cái thì hai chị đứng dậy đi về ngay lập tức. Ok, chị Thảo có thể giới thiệu qua một chút về bản thân chị Thảo. Mình thì cũng đã tham gia tập luyện yoga được hơn 3 năm. Thế nhưng mà sau khi mà mình tham gia cái khóa huấn luyện viên này thì mình cảm thấy rằng là cái sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Vì là nó giúp cho mình hiểu rõ hơn về cái cơ thể của mình hơn, và cái giá trị mà cái lợi ích mà yoga nó mang lại cho mình, nó giúp cho mình được không những là cả về là sức khỏe mà còn cả là về tinh thần nữa. Thì sau mỗi một ngày làm việc mệt mỏi thì mình tập luyện này rồi mình tham gia khóa học thì mình cảm thấy rằng tinh thần rất là thoải mái, đến là mình học được nhiều kiến thức này, bổ sung được những cái mà mình từ trước đến nay mình chưa được biết đến về yoga, và mình được hiểu sâu hơn về các cái động tác này, rồi là các cái phương pháp tập luyện này, rồi là cả về đến về giá trị, về cả dinh dưỡng nữa, mình ăn uống tập luyện như nào để cho đúng và vẫn khỏe và vẫn giữ được dáng. Thì mình cảm thấy cái khóa học đấy rất là hay và bổ ích. Thực ra thì nếu như mà mọi người mà có điều kiện và để sắp xếp được thời gian thì chúng ta là lên tham gia những khóa học bổ ích như này. Thì tại sao phải 3 năm rồi chị mới có mặt trong khóa huấn luyện? Vì là cái công việc mình rất là bận. Đấy, cho nên là thực ra đến bây giờ vẫn bận, nhưng mà thôi thì sức khỏe là quan trọng, là trên hết. Thế cho nên là mình muốn là bớt chút thời gian để mình tham gia cái khóa học này. Rất nhiều người trong chúng ta cũng luôn có một cái vấn đề, đó là chúng ta sẽ bận rộn một cái điều gì đó. Trong cuộc sống chúng ta sẽ luôn bận. Bận thì nó mới đúng là cuộc sống chứ. Bận thì chúng ta nghĩa là khi chúng ta còn bận, nghĩa là chúng ta vẫn còn đang có những thứ cần phải giải quyết trong cuộc sống, thì nghĩa là còn giải quyết thì chúng ta mới vui được. Bận đôi khi nó lại thành niềm vui. Thế đôi khi bạn hình dung xong buổi sáng mà tỉnh dậy vào ngày chủ nhật, chúng ta không có việc gì để làm, chúng ta nằm gần trên giường, thì đôi khi ấy, không bận nó lại thành đau khổ. Nên bận cũng là một trạng thái của sự vui vẻ. Thì chị Hảo thì đến với khóa huấn luyện thì có lẽ là chị Thảo cũng không phải đặt nặng về vấn đề là chúng ta sẽ phải đi dạy. Thì tại sao lại có như vậy? Sẽ trong khóa huấn luyện sẽ có nhiều người là mong muốn mình học để sau này mình có thêm một cái công việc mới. Nhưng có rất nhiều huấn luyện viên học khóa huấn luyện viên đơn giản chỉ để chăm sóc bản thân và gia đình. Thì có lẽ chị Thảo cũng là một phần trong đấy đúng không ạ? Không, chị thì cũng muốn là có một cái ước mơ là làm được mở một cái phòng tập và làm một huấn luyện viên thực sự về yoga. Khi nào chị mở thì chị em xin một chân đăng ký. Bác xin một lớp. Cái đợt này ế lớp lắm. Em muốn xin một lớp để đi dạy. Ok, thì trong cái khóa học thì nó hành trình bình thường một khóa học sẽ kéo dài khoảng 3 tháng. Nhưng với cái khóa huấn luyện viên vừa kết thúc ấy, là khóa Covid này, thì kéo dài đến tận 5 tháng, 6 tháng. Thì trong cả hành trình khóa học thì cũng như câu hỏi với chị Liễu thì chị thấy cái điều gì thú vị nhất, hay là cái nội dung nào khóa học thì chị thấy thích thú nhất trong cái tất cả các môn như vậy? Thực ra thì trong cái khóa học này thì cũng đã được các chuyên gia rồi các thầy cô giáo cũng đã đúc kết lại sau nhiều cái khóa học, cho nên là tất cả những cái điều mà đã được học trong cái khóa huấn luyện viên này thì đều là quan trọng và đều hay. Mình thấy là không thể thiếu được phần nào. Chẳng hạn như là nếu mà nói về khi mà mình tham gia giải phẫu, học về giải phẫu cơ thể thì mình cũng không thể thiếu cái phần dinh dưỡng được. Vì giữa phần nọ và phần kia nó liên quan đến nhau thì nó sẽ tạo lên một cái mà nó hoàn thiện hơn. Thế cho nên là mình thấy là phần học nào cũng thú vị và rất là bổ ích. Thì thường mỗi người vào một khóa học ấy thì sẽ xuất phát từ một nền tảng khác nhau. Có người thì là giáo viên, có người thì là người kinh doanh, có người đôi khi chẳng làm gì cả,
bà mẹ nội trợ. Thì tuy nhiên thì mỗi cái điều mà chúng ta làm trong quá khứ đều là những cái nền tảng để chúng ta tiến đến một nền tảng mới. Thì chính vì vậy có người thì ví dụ như là họ có một cái sức khỏe tốt hơn, cái thế mạnh của họ chính là cái sự vận động, đúng không? Nhưng mà có người anh chị thì đã làm công việc sư phạm rồi thì cái kỹ năng nói chuyện hoặc là kỹ năng đứng trước đám đông nó cũng rất là hiệu quả. Hoặc có anh chị đã là bác sĩ, trong khoa mình cũng có một bác sĩ mà, đúng không? Có một bác sĩ thì những anh chị như vậy thì rất là lợi thế là về cái mặt chuyên môn, đôi khi còn giỏi hơn cả giáo viên ấy. Trong mỗi khóa lớp viên đôi khi học viên còn giỏi hơn cả giảng viên ở một cái khía cạnh nào đó, chuyện ấy vẫn thường xảy ra. Chính vậy mỗi khóa học thì chị thấy ấy, trong mỗi khóa học ví dụ như là khóa K12 nhưng mà sang K13 thì nội dung đã thay đổi. Các khóa học của mình là cứ cập nhật theo từng thời đại, từng thời kỳ một, tại vì cuộc sống chúng ta nó là sự thay đổi, chúng ta không thể là đứng im mãi chỗ được. Ngày hôm nay chị Hào có thể rất là xinh đẹp ở đây, nhưng nếu mà chị không chịu chăm sóc bản thân, không tưới nước cho nó, không giống như cái cây mà chúng ta không chăm sóc liên tục thì không thể nó đẹp hơn được đâu, ngay lập tức. Tại vì cơ thể chúng ta nó giống như là kiểu như mua trả góp ấy, trả góp nghĩa là phải trả liên tục, đúng không? Chứ không dừng được, phải đầu tư luôn, phải luôn đầu phải đầu tư liên tục. Và cái sự đầu tư càng lớn thì kết quả là càng lớn. Thế thì trong khóa học thì chị cảm thấy là khó khăn nhất trong nội dung gì, hoặc là để mà có thể sắp xếp được cái thời gian mà có được mặt tại phòng tập thì chị đã phải bố trí lại thời gian, hoặc là vượt qua điều gì, hoặc là chồng con hỗ trợ điều gì để chị có mặt. Tại vì bất cứ người phụ nữ chúng ta thì thường tầm buổi tối, các bạn hình dung không, tầm buổi tối là phải thời gian chăm chồng ví dụ thế. Thế bây giờ lại đi đến phòng tập thì không biết chồng có dỗi không? Thực ra thì ai cũng đến khóa học này cũng đều bận và công việc cũng đều phải sắp xếp, và thậm chí là có những hôm là mình cũng có cho cả con đi học cùng, và con thì ngày nào cũng muốn là cũng theo đi học cùng với mẹ, con thích đến lớp với mẹ. Thế cho nên là dù nếu mà để mà bận thì ai cũng bận, thế cho nên là cố gắng là sắp xếp thời gian để mình tham gia cái khóa huấn luyện viên này cách là gần như là đầy đủ nhất ấy. Thế thì cái chủ đề mà liên quan đến bận nó là cũng là một yếu tố trong những cái huấn luyện viên mà chúng ta cần phải học hỏi về cái vấn đề đấy, đó là vấn đề là gọi là quản trị thời gian. Thì trong khóa đào tạo thì mình luôn chia sẻ với các anh chị đó là cái kỹ năng để làm sao chúng ta sắp xếp được thời gian trong cuộc sống chúng ta. Cái thời gian chúng ta luôn nói là mình bận, nhưng về cơ bản nó giống như chúng ta coi cái thời gian trong mỗi ngày chúng ta ấy, coi những cái công việc, những cái thứ mà chúng ta cần phải làm ấy, nó giống như là những cái vật dụng trong gia đình thôi. Thì bạn muốn gia đình của mình nó sạch sẽ, muốn ngôi nhà mình nó khang trang, nó gọn gàng, nó rộng ra, thì chúng ta phải có những cái kỹ năng đó là sắp xếp những cái dụng cụ trong gia đình của chúng ta nó vào đúng cái vị trí và chức năng phù hợp, thì ngôi nhà chúng ta nó trở nên sạch hơn, nó trở nên thoáng hơn, nó rộng hơn rất nhiều. Thì chúng ta muốn có một cái quỹ thời gian nó dành ra để chúng ta làm những việc khác ý nghĩa, thì để chúng ta bớt bận đi. Nghĩa là về cơ bản bận thì đôi khi là nghĩa là chúng ta giải quyết một cái công việc nào đó mà nó tốn quá nhiều thời gian, thì chúng ta cần tinh lọc hoặc là gạt đi những cái công việc mà nó không cần thiết, sắp xếp lại những công việc trong mỗi ngày, thì lúc đấy chúng ta sẽ hết bận, hoặc là chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để dành cho bản thân hoặc dành cho những mối quan hệ cần thiết. Thì đấy là một kỹ năng mà chị còn nhớ kỹ năng gì không? Bài toán 5 cái gì không? Quên rồi. 5 bước tự tin à? À, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Để viết ra cái 5 điều mà mình cảm ơn. Là 5 điều mà mình cảm ơn trong cuộc sống và 5 điều mình phải làm vào sáng mai mỗi khi thức dậy. Đấy là một cách rất là đơn giản thôi. Nghĩa là khi chúng ta định đi ngủ thì chúng ta viết ra những cái điều mà chúng ta cần thực hiện ngày mai. Ngày mai chúng ta có rất nhiều điều: đánh răng, rửa mặt, ăn cơm, nấu con, chở con đi học, gặp đối tác, học hành cái gì đó, đọc một quyển sách mới, rất nhiều cái công việc chúng ta phải làm, chăm con, đi spa, gội đầu, rất nhiều việc. Thì chúng ta phải viết ra được 5 điều quan trọng, tại sẽ có những cái việc nó lặp lại hàng ngày. Ngày nào cũng phải đánh răng, đúng không? Thì kể cả đánh răng vậy, chúng ta cũng phải chia nhỏ ra là đánh trong khoảng 3 phút hay 2 phút. Chúng ta đánh nhanh, sạch nhanh thì chúng ta còn rửa mặt, và càng nhanh thì chúng ta càng có nhiều thời gian dành trong buổi sáng. Nếu mà chúng ta mỗi công việc nó chỉ tốn đi khoảng 1-2 phút thôi, thì cộng hàng trăm công việc mỗi ngày thì các bạn sẽ bận liên tục. Như vậy, cái quản trị thời gian là điều vô cùng quan trọng, và chúng ta phải viết ra 5 việc quan trọng nhất chúng ta cần thực hiện vào ngày mai. Tại sao phải là buổi tối mà không phải buổi sáng? Khi buổi sáng tỉnh dậy ấy, khi ngủ buổi sáng tỉnh dậy, chúng ta sẽ chả nhớ cái gì trên đời cả. Não con người sẽ rất là chậm trong khoảng tầm 30 phút tỉnh dậy. Chính vậy, để mà kích hoạt não của chúng ta muốn năng động hơn thì thường mọi người sẽ phải tập thể dục buổi sáng để tăng cái sự chuyển hóa để vận động hơn. Thì lúc đấy chúng ta sẽ trở nên sáng tạo hơn vào buổi sáng. Nhưng nếu mà chúng ta không tập thì chúng ta kết hợp thêm cả bài tập kia, đó là viết ra 5 việc, và sáng sau chúng ta tỉnh dậy chúng ta chỉ nhìn vào đấy mà chúng ta làm việc thôi. Chúng ta biết là có 5 việc quan trọng nhất ngày hôm nay mình thực hiện, gồm những việc gì quan trọng nhất nhá. Còn rất nhiều việc vặt khác nhau, thì khi mà mình chưa hoàn thành 5 việc quan trọng đấy thì mình hiểu là mình phải bớt đi những việc vặt kia đi, phải ưu tiên sáng hạng mục đấy, thì chúng ta sẽ
quản trị thời gian của mình một cách tốt hơn. Đấy là bài tập rất là nhỏ thôi. Còn nếu mà viết hàn ra một kế hoạch trong một năm nữa thì cứ thế mà chúng ta lộ trình cả một năm nó lúc nào nó cũng rất là vui vẻ. Nếu mà chúng ta có việc để làm, chúng ta sẽ rất là vui. Và cái việc đấy là việc mình đã chuẩn bị sẵn. Thì trong mọi thứ trong cuộc sống chúng ta sẽ không bị gặp cái vấn đề là đột xuất. Chúng ta hay gặp, hay trả lời nhau là có việc đột xuất, có khách hàng đột xuất. Cái gì đột xuất như thế thì chết à? Đúng không? Cái gì đột xuất như thế? Cuộc sống mà cứ lúc nào cũng bị cái gì đó đột ngột nó đến thì làm sao mà mình chuẩn bị được, đúng không? Thì đấy là những thứ trong khóa học chúng ta sẽ được trải nghiệm. Thế thì trong khóa học thì còn điều gì nữa trong khóa học? Chúng ta thay đổi. Sắp kết thúc khóa học cho nên là cũng rất là luyến tiếc là muốn khóa học được kéo dài hơn để đến khóa sau lại tham gia học tiếp để mỗi một buổi tối để đến gặp mà thầy cô giáo này, gặp các bạn này được thư giãn trong một cái tiếng rưỡi mỗi một buổi tối đi học như thế thì cảm thấy rất là thoải mái này. Đi học của huấn luyện viên cũng như đi spa ấy nhỉ? Vừa được có kiến thức này, xong rồi vừa được cười này, xong rồi vừa được thư giãn này, rất là hay. Ok, thế thì kết thúc khóa học rồi, chị muốn chia sẻ một đôi lời gì đó cho những người phụ nữ giống mình, xinh đẹp giống mình. Chia sẻ là... chuẩn bị giống mình. Lên yêu bản thân mình hơn. Trước tiên là phải yêu bản thân mình. Thì mình phải rèn luyện sức khỏe. Mình mới thấy được cái giá trị của cuộc sống. Chia sẻ đôi lời cho những người những bạn đang chuẩn bị. Thì mình lên là tập luyện tập luyện action sẽ tiếp. Mình lên ra tập luyện rồi là chăm chút về cái sức khỏe của bản thân mình hơn thì mình có sức khỏe thì mình mới làm được việc này, mình mới lo được cho cuộc sống cho gia đình. Nhiều người trong chúng ta cũng luôn là có những cái vấn đề là chúng ta sẽ nghĩ là khi nào công việc ổn định, khi nào con cái ổn định, khi nào đấy thì chúng ta mới bắt đầu lo cho bản thân của mình. Tuy nhiên thì muốn cuộc sống của mình nó mạnh mẽ hơn và chúng ta muốn giải quyết được công việc nhanh hơn thì chúng ta phải sở hữu một cái cơ thể mạnh mẽ, cũng giống như chúng ta sở hữu một cái xe nó ổn định, nó tốt thì chúng ta mới có thể là đi nhanh, đi an toàn được. Thì cơ thể chúng ta chỉ đang mượn một cỗ máy thôi và chúng ta sử dụng cỗ máy đấy như thế nào là do mình. Tất nhiên muốn cỗ máy tốt thì chúng ta phải trùng tu nó, phải hiểu về nó vận hành như thế nào thì chúng ta vận hành chân chu. Và sức khỏe con người bao gồm hai vấn đề, đó là về mặt thể chất và mặt tinh thần. Thì quản trị về cả thể chất là thông qua tập luyện và quản trị về tinh thần nhé. Tại vì đôi khi tinh thần mà chúng ta căng thẳng nó phá hủy toàn bộ cơ thể chúng ta, giống như chúng ta bị stress thì chúng ta sẽ đau dạ dày ngay lập tức luôn. Thì trong khóa học chúng ta học về cái quản trị cảm xúc, đó là một cái phần mà học đến 6 buổi về quản trị cảm xúc, viết ra những thứ mà mình cần, những thứ mà mình không muốn, những điều gì mình mong muốn và phá băng những cái tư duy tiêu cực để trở thành cuộc sống tích cực hơn. Thì đấy là mong muốn trong khóa học. Xin cảm ơn huấn luyện viên xinh đẹp. Và nếu có thể thì cứ đăng ký học lại. muốn học thêm khóa nữa. Ok, xin chào và rất là cảm ơn mọi người trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúc mọi người có buổi sáng thật là tuyệt vời, năng lượng bên gia đình và người thân. Phóng viên Kim Ba thường trú tại Hải Phòng đưa tin. Cảm ơn chị.